Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 11K2 mở ngày 11 tháng 11 năm 2023. Giải 8 100.000 đồng có số 01, giải 7 200.000 đồng các vé tận cùng có số 806, giải 6 400.000 đồng các vé tận cùng có số 2214, 0131, 2281. Giải 5 1 triệu đồng các vé tận cùng có số 4119. Giải 4 3 triệu đồng các vé tận cùng có số 09434, 10570, 09675, 00691, 25939, 91662, 17131. Giải 3 10 triệu đồng các vé tận cùng có số 29797, 14063. Giải nhì 15 triệu đồng các vé tận cùng có số 47419. Giải nhất 30 triệu đồng các vé tận cùng có số 29969. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 101272. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 chữ số, ngoài trừ sai số ở hàng trăm ngàn. Kết quả sổ số kiến thiết Long An hàng tuần được đăng tải trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, bao gồm website www.la34.com.vn, fanpage YouTube Long An TV.